Có mình thấy video đấy nhé. Tập được câu hỏi cho mình rồi. Ui, hốc 11 mà nửa hốc chữ gì à? Phục thêm khiếp lắm. Phun cái tên. Ui. Mà đầu óc nữa là hốc nổi trôi. Đứa con tập ảnh nghỉ. Ừ. Con đấy mình nghe chi? Hay một thằng bá đó. Ừ. Quả em có con chết, con kia mà lấy tông sợ mà chị quyến nhá. Vân Khánh. Ờ đúng rồi, Vân Khánh. Con lấy tông sợ mình sợ. Bầu. Thì bầu ra mới cửa chứ. Ở đây uống rau măng cho uống này. Lấy thằng trông cùng nón chết kẹt. Thằng này bỏ hút em à. Nhìn hai cái bà hai cái hai cũng. Trời ơi.